Soi nóc nhà của các vị lãnh đạo Việt Nam và thế giới. Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Top 1 Khám Phá. Các bạn thân mến, các cụ hay có câu đằng sau một người đàn ông thành công luôn có hình dáng của một người phụ nữ. Thật vậy, kể cả đối với các lãnh đạo trên toàn thế giới thì đằng sau họ vẫn luôn có những bóng hồng, những hậu phương vững chắc. Và trong video ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu nóc nhà của các vị lãnh đạo Việt Nam và thế giới nhé. Hậu phương vững chắc của Tổng thống Mỹ Joe Biden cầu hôn tới 5 lần mới chịu gật đầu. Mở đầu video ngày hôm nay, xin mời anh em cùng top 1 Vinasoi nóc nhà của nhân vật quyền lực nhất nước Mỹ. Không ai khác chính là ông Joe Biden. Vâng, điều hiển nhiên để trở thành nóc nhà của một chính trị gia nắm trong tay quyền lực lớn đến vậy thì chắc hẳn bà Jill Biden cũng không phải dạng vừa đâu. Theo lời kể của bà Jill Biden, hai người gặp nhau vào những năm 1970 thông qua buổi hẹn hò giấu mặt do anh trai sắp xếp. Bà Biden không đặt quá nhiều kỳ vọng vào đối tượng gặp mặt. Điều bà không ngờ là mối quan hệ giữa họ ngày càng phát triển và cuối cùng trở thành lời cầu hôn. Ông Biden ngỏ lời xin cưới người đẹp tới 5 lần mới nhận được sự đồng ý. Ấy thế rồi chạy đầu cho hết nắng. Cho tới nay, đối với chồng, đệ nhất phu nhân Jill Biden không chỉ là người vợ mà bà còn là cố vấn thân cận nhất, là người có đóng góp quan trọng vào nhiều quyết định lớn trong cuộc đời ông. Trong cuộc bầu cử tổng thống, bà tiếp tục đóng vai trò hậu phương vững chắc, đặc biệt khi ông Biden gặp khó khăn. Bí mật được top 1 khai thác từ đội ngũ trợ lý của Tổng thống Biden rằng mỗi khi ông Biden trao đổi quá lâu với khách hoặc các nhà báo, bà sẽ nhẹ nhàng nắm khỉu tay ông. Nếu vị Tổng thống đi chệch hướng trong cuộc họp, bà sẽ đặt tay lên đùi để kéo ông trở lại nội dung thảo luận. Ngoài công việc, bà cũng chăm sóc cho ông Biden trong cả cuộc sống cá nhân. Bà bày tỏ quan ngại mỗi khi cảm thấy lịch trình của chồng mình quá dày đặc do lo ông làm việc quá sức. Quả là ông cha ta nói cấm có sai. Sau thành công của người đàn ông luôn có bóng hình của người phụ nữ. Quả thực không phục tài năng và những hy sinh mà Jill Biden đã dành cho chồng và gia đình của mình. Những điều chưa được bật mí về đời tư của đệ nhất phu nhân Hàn Quốc. Không biết là các bạn còn nhớ hay không, nhưng riêng top 1 thì vẫn nhớ như in hình ảnh đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Kyo-hee thướt tha trong tà áo dài tại chuyến thăm Việt Nam cùng chồng hồi năm ngoái. Cái thời điểm đó, nhan sắc của bà Kim Kyo-hee khiến cho Giang Cơ Mận phải xôn xao vì quá ư là trẻ trung và xinh đẹp. Bà còn khéo léo chiếm trọn tình cảm của người dân Việt Nam khi diện chiếc áo dài duyên dáng. Các anh hùng cõi mạng còn nhanh chóng gom nhặt lại những khoảnh khắc tình bể bình của bà Kim Kyo-hee cùng với chồng của mình. Những khoảnh khắc đó đã phần nào thể hiện cuộc hôn nhân hạnh phúc và sự chiều chuộng của Tổng thống Hàn Quốc Jun Suk-jeol dành cho nóc nhà của mình. Được biết, bà Kim Kyo-hee, sinh năm 1972, từng theo học chuyên ngành hội họa tại Đại học Yonggi. Sau đó, bà học thạc sĩ về giáo dục nghệ thuật và lấy bằng tiến sĩ về thiết kế nội dung kỹ thuật số. Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc vừa giảng dạy tại các trường đại học, vừa theo đuổi sự nghiệp trong ngành nghệ thuật, thiết kế. Năm 2007, bà thành lập công ty chuyên về lập kế hoạch triển lãm mang tên Covanna Contents, chuyên tổ chức các triển lãm nghệ thuật quy mô lớn. Có vẻ như cuộc đời nó cũng cần phải có chút sóng gió để thêm thi vị thì phải. Nếu ai để ý thì thời gian gần đây, phu nhân Kim Kyo-hee gần như vắng bóng trước công chúng khi bị thẩm vấn về việc nhận quà xa xỉ trái phép cũng như đóng vai trò trong một vụ thao túng cổ phiếu. Các công tố viên đã thẩm vấn phu nhân của Tổng thống Jun Suk-jeol về các cáo buộc bà nhận trái phép một chiếc túi sách sang trọng trị giá khoảng 3 triệu won, tương đương khoảng 2.150 USD, cùng những món quà khác từ một mục sư người Mỹ gốc Hàn vào tháng 9 năm 2022. Vụ bê bối này đã làm tỷ lệ ủng hộ vốn đã thấp của Tổng thống Jun Suk-jeol tiếp tục giảm, góp phần vào thất bại nặng nề của đảng của ông trong cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 4, khi họ không giành được đa số trong quốc hội. Phu nhân Thủ tướng Phạm Minh Chính. Nãy giờ đi khắp một vòng thế giới rồi, đã đến lúc quay trở về Việt Nam để soi nóc nhà của các bác lãnh đạo Việt Nam xem sao nhỉ? Không giấu gì các bạn, top 1 chúng mình cực kỳ thích bác Thủ tướng Phạm Minh Chính, bởi khi nhắc tới các chính trị gia thì người ta sẽ nghĩ họ rất là khô khan. Nhưng không, bác chính của Việt Nam chúng ta cực kỳ đáng yêu, dễ mến như này đây.
Anh em mà ở với ông bà bố mẹ vào giờ cơm thì không chật đi đâu được chương trình thời sự kinh điển. Theo dõi thi thoảng chúng ta sẽ thấy sự xuất hiện của phu nhân Thủ tướng Phạm Minh Chính, đó chính là bà Lê Thị Bích Chân. Bà Chân đến từ quê hương Thanh Hóa, cùng quê với Thủ tướng Phạm Minh Chính. Gia đình được cho là có hai người con, một trai, một gái. Tháng 1 năm 2023, tại tiệc chiêu đãi đoàn ngoại giao nhân dịp Tết Nguyên đán, Thủ tướng Phạm Minh Chính và vợ của ông đã chủ trì buổi tiệc này. Đây cũng là lần đầu tiên phu nhân Thủ tướng xuất hiện trước công chúng. Sau lần đầu tiên này, chúng ta thấy sự xuất hiện của bà Chân ngày một nhiều hơn trên các phương tiện truyền thông đại chúng, tại các buổi tiếp đón nguyên thủ quốc gia khi đến thăm Việt Nam. Bà luôn xuất hiện trong sự duyên dáng, thướt tha cùng chiếc áo dài truyền thống và thể hiện phong thái sang trọng nhưng không kém phần hiền hậu và thân thiện. Thông tin về học vấn của bà Chân chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, với vẻ đẹp tri thức này thì top 1 dám cá rằng phu nhân Chính là hậu phương vững chắc cho sự nghiệp của chồng mình, tức là Thủ tướng Chính phủ của chúng ta hiện nay. À, nói mới nhớ, có bạn nào ngồi ở đây cảm thấy giống top 1 chúng mình là thấy hai bác có tướng phu thê không nhỉ? Nếu có thì đừng quên để lại comment bên dưới nhé. Phu nhân của nguyên Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Mình về, mình có nhớ ta. Ta về, ta nhớ thiết tha mặn nồng. Mình về, mình có nhớ không? Nhìn cây nhớ núi, nhìn sông nhớ nguồn. Tiếng ai tha thiết bên cồn, bâng khuâng trong dạ bồn chồn bước đi. Áo tràng đưa buổi phân ly, cẳng tay nhau biết nói gì hôm nay. Ngày mai vẫn lên nắng vẫn ấm vàng, mà ngày biến mất như pháo hoa tàn. Xin dành một phần trong video những phút giây lắng đọng để chúng ta có thể tìm hiểu rõ hơn về cuộc đời của bà Ngô Thị Mận, phu nhân nguyên Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, để từ đó thêm yêu, thêm kính trọng nhân cách và trái tim thanh bạch của bà. Chỉ mới đây thôi, trong những phút giây đau buồn, hàng triệu trái tim Việt Nam hướng về một trái tim lớn của một nhân cách lớn, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Người ta còn dành tình cảm đặc biệt tới bà Ngô Thị Mận, một người vợ tào khang. Thầm lặng đứng sau là hậu phương vững chãi cho người chồng, người cha và là người lãnh đạo của cả một dân tộc. Được biết thì bà Ngô Thị Mận sinh năm 1948 là người luôn giữ nếp sống giản dị, gần gũi. Bà không cho phép bản thân được tự chuyển hóa, tự suy thoái, tiêu cực. Là phu nhân của Tổng Bí thư, nhưng bà tự tay làm mọi việc nội trợ. Hình ảnh bà cùng với chồng ngồi gói bánh chưng ngày Tết thật giản dị, đầm ấm và cảm động biết bao các bạn nhỉ. Đặc biệt, bà luôn thân thiện với bà con lối xóm, luôn nở nụ cười thân ái với mọi người. Khi tiếp đón trò chuyện với phu nhân các nguyên thủ quốc gia khác, bà luôn tỏ ra là một người khiêm cung, lịch thiệp, thể hiện cốt cách tâm hồn của người Việt Nam. Đường đường là phu nhân của một người đứng đầu một quốc gia, bà Mận vẫn luôn giản dị, mộc mạc nhưng toát lên phẩm chất cao quý của người phụ nữ Việt Nam. Đến những phút giây cuối cùng bên cạnh người bạn đời chung thủy, gắn bó, bà vẫn cố kìm nén nỗi đau thương để tiếp đón, cảm tự đáy lòng các lãnh đạo và người dân tới thăm viếng. Người vợ tào khang Ngô Thị Mận đã đồng hành cùng với Tổng Bí thư một đời thanh bạch chẳng vàng son. Có lẽ không cần phải khẳng định nhiều, đó chính là những điều làm cho dáng hình của người phụ nữ Việt Nam luôn khác biệt so với những người phụ nữ khác trên toàn thế giới. Ở đây có bạn nào còn nhớ hình ảnh bà Mận trước di ảnh của người chồng cộng sản của mình không? Hình ảnh này đã cướp đi rất nhiều nước mắt của bao nhiêu người. Thật sự, tôi một thấy rất thương cho bà, một đời làm hậu phương cho người chồng thực hiện lý tưởng và câu hứa với dân tộc Việt Nam. Bật mí những thông tin về vị phu nhân kín tiếng nhất thế giới, đệ nhất phu nhân Triều Tiên, Ri Sonju. Nhắc đến đất nước kín tiếng và ẩn chứa nhiều bí ẩn nhất thế giới, có lẽ ông anh Triều Tiên nên ở xếp hàng đầu. Cũng dễ hiểu khi đệ nhất phu nhân của đất nước này cũng không có quá nhiều thông tin được công khai với công chúng. Bà Ri Sonju, đệ nhất phu nhân Triều Tiên, thường hiếm khi xuất hiện trước công chúng. Điều này cho thấy sự kín tiếng của Bình Nhưỡng với những nhân vật chính trị quan trọng. Bà Ri được cho là sinh ra trong khoảng những năm 1985 tới năm 1989 trong một gia đình có cha mẹ là giáo sư đại học và bác sĩ hàng đầu Triều Tiên. Các nguồn thông tin cho biết gia đình bà Ri thường có quan hệ thân thiết với các quan chức cấp cao Bình Nhưỡng. Giống như chồng, bà Ri cũng được cho là tốt nghiệp đại học Kim Nhật Thành. Theo một số nguồn tin tình báo khác, bà Ri cũng từng theo học thanh nhạc tại Trung Quốc. Theo thông tin của cơ quan tình báo Hàn Quốc, bà Ri và chồng ông Kim Jong-un được cho là đã kết hôn vào khoảng năm 2009, trong khi một nguồn tin khác cho biết hai vợ chồng ông Kim đã gặp nhau trong một buổi hòa nhạc năm 2010. Tại Triều Tiên thì bà Ri được coi là biểu tượng về thời trang, gu ăn mặc sang trọng, tinh tế với những màu sắc nhã nhặn và phong cách kiêu sa.
bà Ri cũng được cho là người yêu thích hàng hiệu với những chiếc túi xách đẳng cấp. Thiết nghĩ, đường đường là đệ nhất phu nhân của một đất nước oách như Triều Tiên, chắc hẳn cuộc sống của bà Ri cũng không hề dễ dàng gì. Nhưng thôi nghĩ lại, muốn ngồi ở vị trí không ai ngồi được thì phải chịu được cảm giác không ai chịu được. Một trong những nhân vật gắn với chuyện tình đũa lệch gây chấn động dư luận bao nhiêu năm nay, không ai khác chính là đệ nhất phu nhân Pháp, bà Trogneux. Đến bây giờ, khi mà nói ra những lời này trước các bạn, thú thật là top 1 chúng mình vẫn chưa thể tin được lại có thể tồn tại tình yêu đẹp như cổ tích đến vậy. Chuyện tình này để ngồi mà kể thì cả ngày cũng chưa hết. Túm lại là vào một ngày đầu thập niên 1990, ông Emmanuel Macron, tức đương kim tổng thống Pháp, khi ấy vừa tròn 17 tuổi, đem lòng cảm nắng cô giáo dạy văn đã có chồng và 3 con. Khỏi phải nói thì chắc chắn các bạn cũng đoán được chuyện tình ngang trái này bị ngăn cấm tới mức nào. 7749 các biện pháp can thiệp đã được gia đình đằng trai thực hiện. Nhưng sau tất cả, lời hứa chúng ta sẽ gặp lại và anh sẽ cưới em đã trở thành hiện thực. Đến tận ngày hôm nay, bà Trogneux đã đồng hành cùng với chồng trải qua bao nhiêu sóng gió trên nghị trường. Cùng với đó là không ít lời đàm tiếu cũng như sự công kích của dư luận. Họ vẫn hạnh phúc bên nhau. Tổng thống Macron và vợ hiện không có con chung. 3 người con trước của bà Trogneux hiện vẫn đang hăng hái tham gia hoạt động với người chồng sau của mẹ. Chuyện tình đũa lệch cách nhau 24 tuổi. Tính nhầm thì năm nay đệ nhất phu nhân Tổng thống Pháp đã ở ngưỡng tuổi 70. Ấy thế nhưng bà vẫn nhận được nhiều lời khen nhờ phong cách cùng khí chất đẳng cấp khi diện những bộ trang phục trẻ trung hiện đại. Hy vọng rằng câu chuyện này đã truyền cảm hứng cho những cô nàng nào hiện vẫn còn độc thân. Cứ bình tĩnh mà tận hưởng tuổi trẻ bởi Đức Lăng Quân. Cứ bình tĩnh mà tận hưởng tuổi trẻ bởi Đức Lăng Quân của bạn có thể còn chưa chào đời đâu. Những nguyên tắc ngầm dành cho các đệ nhất phu nhân. Đệ nhất phu nhân là người có địa vị cao và có cơ hội không chỉ trở thành nữ chính của đất nước mà còn là biểu tượng thời trang và tấm gương để noi theo. Làm vợ, làm nóc nhà của nguyên thủ đất nước là một nhiệm vụ không hề đơn giản đâu các bạn ạ. Cuộc sống của họ được quy định rõ ràng và phải tuân thủ một loạt các quy tắc và nhiệm vụ khác nhau. Và họ có một danh sách những việc cấm kỵ không được làm. Cụ thể là gì thì ngay bây giờ hãy cùng với top 1 chúng mình tìm hiểu nhé. Đầu tiên là không được tham gia quá nhiều vào chính trị. Phu nhân tổng thống là một phần quan trọng không chỉ về hình ảnh chính trị của ông. Họ chắc chắn tham gia vào đời sống chính trị trong nước và trên trường quốc tế. Như ở Mỹ, địa vị của phu nhân được chính thức ấn định và bà sẽ là người trợ lý của tổng thống. Mặc dù trên thực tế, đệ nhất phu nhân nên tham gia vào chính trị của đất nước mình, nhưng sự quan tâm quá mức cũng không được hoan nghênh. Thứ hai là phải tránh khoe khoang sự giàu có. Một nhiệm vụ khá là khó khăn đối với các đệ nhất phu nhân là duy trì sự hài hòa giữa nhu cầu có vẻ ngoài hoàn hảo, đồng thời không gây ra những lời chê trách về việc phung phí tiền bạc của công chúng. Nhưng có những người không cần cố tránh chuyện này vì bản tính của họ là giản dị thật sự. Các bạn có biết mình đang muốn nhắc tới đó là ai không? Vâng, đó chính là phu nhân của cố tổng bí thư đáng kính của chúng ta Nguyễn Phú Trọng. Nhìn hai bác ăn mặc ở trong nhà như nào, tới hành vi cử chỉ đều vô cùng giản dị khiêm tốn. Có chiếc áo còn thấy bác mặc vài năm, sơn cũ rồi mà còn chưa thay. Tiếp đến là đệ nhất phu nhân, là cái bóng và là hình ảnh phản chiếu của chồng mình. Vì thế, bất kỳ lời chỉ trích nào về tổng thống trước công chúng đều bị nghiêm cấm và bị lên án mạnh mẽ. Rồi cũng cấm các phu nhân lấn lướt để lên chức tổng thống nữa. Bên cạnh đó, các phu nhân còn phải quan tâm tới đời sống của người dân trong nước, cũng như phải tôn trọng các nền văn hóa khác nhau trên thế giới, không được phân biệt văn hóa hay là chủng tộc. Nói chung, đây chỉ là những quy tắc cơ bản thôi. Để là một phu nhân của chính khách có tầm ảnh hưởng, thì những người phụ nữ đó phải tuân thủ rất nhiều thứ và họ cũng phải hy sinh nhiều thứ cho sự nghiệp của chồng. Thật sự, chả dễ một tẹo nào các bạn nhỉ? Ai đồng ý với quan điểm này của top 1 chúng mình thì điểm danh ngay xuống dưới phần bình luận nhé! Các bạn thân mến, vậy là vừa rồi chúng ta đã cùng nhau diện kiến nóc nhà của các vị lãnh đạo tại Việt Nam và trên thế giới. Đúng là nó ở cái tầm các bạn ạ. Quyền lực đi liền với cái biệt danh nóc nhà rồi, nên không cần phải bàn cãi nhiều làm gì nữa. Và trong số những phu nhân được kể ra trong video ngày hôm nay, các bạn cảm thấy ấn tượng nhất hay yêu thích nhất vị nào thì đừng quên để lại một cái tên xuống dưới phần bình luận nhé. Và nếu như các bạn yêu thích chủ đề này thì cũng nhớ ủng hộ top 1 chúng mình bằng cách rất đơn giản, đó là like, share video, sau đó đăng ký kênh top 1 khám phá và nhấn vào nút chuông thông báo nho nhỏ bên cạnh để cập nhật nhanh nhất những video mới. Trên màn hình chúng mình có để lại những video liên quan mà các bạn không nên bỏ lỡ, hãy click vào để xem ngay. Còn bây giờ như thường lệ, xin chào và hẹn gặp lại!